Ông chủ, lấy hai đĩa xúc xích. Tận hai đĩa. Đúng nhanh nhé. Có ngay, đồ của cô, ăn hết không ta? Thêm tí hạt mè. Vậy mà không ngán. Quá dữ. Cay cay ngon ngon. Dọn hộ tôi với. Son lại môi. Em tới lâu chưa? Dạ mới tới thôi. Lấy hai đĩa xúc xích. Được thôi, xúc xích của anh chị. Em ăn no rồi. Không thích à? Em đang giảm cân, tiết kiệm nữa chứ. Trời ạ, em là cô gái tốt. Thật là hảo cô gái tốt. Ồ, hai củ khoai tây. Tạo cái bếp nướng khoai thôi. Xếp gạch kín lại, để rơm vào bên trong. Nhóm lửa lên. Giờ thả khoai vào. Hình như chín rồi, nóng quá. Đi tiệm tạp hóa nào. Hạt nở màu sắc thật đẹp. Chén lọ kẹo phân chuột. Ôi chua quá. Hạt nở đẹp thế. Đừng có nghịch. Ăn khoai nướng không? Nhìn ngon đấy. Đi pha tôi ly ca cao nóng. Chờ chút. Tôi ăn bịch đào giòn trước. Anh tự lấy đi. Giòn chua đã mồm. Ca cao của anh. Không có sữa à? Bò đang hết sữa. Ấm nóng thơm ngon. Trả tiền này. Đủ rồi. Tôi về đây. Mai lại tới nha. Chân gà ủ cay của mình. Ai đã ăn vụng của tôi? Mình ăn bánh ngọt no rồi. Tôi có chân gà rồi, không cần ăn vụng. Chân gà cay lắm, anh không ăn đâu. Để suy nghĩ thêm. Cay cay ngon ngon. Dai dai sần sật. Tôi đã biết là ai. Là ai? Một tay giao tiền. Một tay giao hàng. Lời to rồi. Ăn thử que cay nào. Đủ mua 10 túi luôn. Ngon đấy chứ. Cay cay ngon ngon. Một đồng 10 túi mà. Đậm đà mỹ vị. Nhanh lên nào. Ngon không dứt mồm. Ăn ngon không? Sao vậy? Gian thương này. Nước anh gọi. Rời mất rồi. Trời à, lấy hay không lấy. Thôi kệ đi. Tôi đâu gọi xúc xích. Là của anh kia tặng. Ngon miệng nha. Cảm ơn nhiều. Chụt chụt. Đậm đà mỹ vị. Quá ngon luôn. Đi lấy hàng giúp chị. Được thôi. Tranh thủ ăn vụng nào. Cho hết đồ ăn vào hộp. Rồi đổ nước sôi. Đậm đà mỹ vị. Thanh cua mềm mại. Cảm ơn. Mùi gì thế nhỉ? Cá viên béo ngậy. Miếng hải sản của mình. Ngon không dứt mồm. Nhanh lên nào. No quá đi. Tha mạng.